danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai trong thời kỳ đổi mới, cùng hàng trăm danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bộ ngành địa phương trao tặng. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của ban giám thị và đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự trại giam Gia Trung trong hơn 40 năm qua. Được thành lập từ năm 1976, trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an có nhiệm vụ giam giữ số ngụy quân, ngụy quyền của chế độ Sài Gòn và các đối tượng thuộc các tổ chức phản động. Đứng chân trên địa bàn huyện Mang Giang vốn từng được mệnh danh là rừng thiên nước độc một thời của tỉnh Gia Lai. Hàng ngày, cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung phải đối mặt với muôn vàn gian khó cả về cơ sở vật chất lẫn đời sống cá nhân. Hơn 40 năm xây dựng trưởng thành bằng tất cả trái tim, nhiệt huyết và sự quả cảm của mình. Đến hôm nay, trại giam Gia Trung đã cơ bản ổn định, vững vàng trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, cải tạo, giáo dục phạm nhân. Ban giám thị, đảng ủy và toàn thể cán bộ chiến sĩ là quyết tâm và đã thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục 8 và cái nghị quyết của Đảng ủy trại giam Gia Trung, và mỗi cán bộ chiến sĩ là cũng phát huy được cái vai trò trách nhiệm của mình và cũng xác định rõ cái mục tiêu, cái chương trình và nhiệm vụ là quản lý và giáo dục và cải tạo phạm nhân. Và từ đó thì từ đảng ủy, ban giám thị và cán bộ chiến sĩ cũng đã quyết tâm rất là cao và thực hiện tốt cái chương trình và cái nhiệm vụ. Có được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ tạo điều kiện của Bộ Công an, Cục V26, nay là Tổng cục 8 của Đảng bộ chính quyền tỉnh Gia Lai, sự cộng hưởng tương tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, còn có tinh thần đoàn kết đồng lòng của hơn 400 cán bộ chiến sĩ đơn vị. Họ là người sẵn sàng quên quyền lợi cá nhân, ngày ngày ươm lại mầm thiện cho những người một thời lầm lỡ. Như bản thân tôi đây với một số phạm nhân khác thì cũng rất là nhiều, gần như cả trại luôn. Nói chung là ở cái ca này thì như tôi biết là nói chung là yên tâm cải tạo. Thì tôi thì cũng đi này nơi kia nhưng không bao giờ có một cái vấn đề gì suy nghĩ tư tưởng gì cả. Môi trường cải tạo đây thì giám thị hội đồng cán bộ quan tâm rất nhiều, về đời sống rất tốt. Với cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu khó, cộng vào đó số lượng phạm nhân vẫn tiếp tục tăng nhanh. Hầu hết trong số này phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí nhiều tiền án tiền sự. Nhưng trại giam Gia Trung vẫn đảm bảo ổn định trên mọi phương diện công tác. Một trong những điểm mấu chốt tạo nên sự thành công đó là đảng ủy, ban giám thị trại thường xuyên tăng cường công tác quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản giáo, chiến sĩ. Không chỉ có vậy, đơn vị còn tập trung công tác huấn luyện giúp đội ngũ cán bộ quản giáo chiến sĩ nâng cao kỹ chiến thuật, thường trực sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trên mọi tình huống. Chúng tôi tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ để nâng cao về thể lực, nâng cao về trình độ năng lực nghiệp vụ để sẵn sàng là bảo vệ hoàn thành tốt cho nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó thì chúng tôi thường xuyên xây dựng các cái phương án bảo vệ và tổ chức diễn tập thực tập cho cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ thành thạo, thuần thục các loại kỹ tín hiệu rồi các cái tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra, để khi có tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra thì cán bộ chiến sĩ nắm và hiểu được để giải quyết những cái tình huống đột xuất bất ngờ để đảm bảo trại an toàn tuyệt đối, nhất là trong cái các cái dịp lễ Tết, các cái dịp mà là những ngày nghỉ giờ nghỉ. 40 năm, một chặng đường không quá dài so với lịch sử của dân tộc, nhưng cũng không quá ngắn đối với một đời người. 40 năm song hành cùng với nhiều phận đời lầm lỡ, trại giam Gia Trung hôm nay đã vững vàng trước bao biến thiên của xã hội để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trước đảng, trước nhân dân. Đó là cải tạo, giáo dục và đưa về nẻo thiện những con người từng gây tội ác cho xã hội, cộng đồng. Đằng sau từng nụ cười, hành vi phục thiện của những người một thời lầm lỗi là cả tấm lòng và trái tim của các anh, đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự trại giam Gia Trung.
Trại giam Gia Trung hiện có 4 phân trại, trong đó 3 phân trại được xây dựng từ đầu những năm 1980, đã quá cũ kỹ. Để khắc phục tình trạng nhà giam xuống cấp và quá tải do số lượng phạm tăng, Ban giám thị trại đã chủ động khai thác các nguồn thu từ công tác lao động sản xuất của đơn vị để đầu tư xây mới, nâng cấp từng hạng mục. Đặc biệt, đơn vị rất chú trọng đến các công trình phục vụ công tác giam giữ, sinh hoạt của phạm nhân như nhà ở, nhà vệ sinh, hội trường, phòng học, khu vực y tế. Chính điều này tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động nghiệp vụ được triển khai tốt, đồng thời quản lý, giám sát phạm nhân hiệu quả, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người lầm lỡ. Các cán bộ đây thì nói chung cũng hòa đồng với phạm nhân, tích cực chỉ dạy những anh sai phạm, cũng có trao đổi nhiều vấn đề với phạm nhân để hướng tới một cái mục đích cải tạo, sớm trở về đời sống thường ngày. Mặc dù gây ra không nhiều tội lỗi đối với xã hội cộng đồng, nhưng suy cho cùng, phạm nhân cũng là con người. Do vậy, tất cả các quy định chế độ của nhà nước đối với phạm nhân đều được trại giam Gia Trung quan tâm, triển khai đầy đủ. Một trong những công tác thường được ban giám thị trại chú trọng giải quyết tốt, đó là các chế độ ăn uống, thăm gặp, nghỉ ngơi. Công tác này càng được quan tâm sâu sắc hơn khi liên quan những dịp lễ trọng của đất nước như Tết cổ truyền dân tộc, Quốc khánh 2 tháng 9, Tết Dương lịch, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động, Dỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài quy định của nhà nước, phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, bột ngọt, chất đốt. Đơn vị cần hỗ trợ thêm suất ăn từ nguồn quỹ đời sống. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại, theo quy định của pháp luật, thì định lượng ăn được tăng thêm. Chính việc vận dụng các chế độ chính sách một cách linh hoạt như vậy thực sự trở thành động lực quan trọng để phạm nhân an tâm cải tạo, sinh hoạt, học tập, tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là lúc để mỗi phạm nhân hiểu và cảm nhận rõ nét tình cảm, tấm lòng của từng cán bộ quản giáo đối với mình. Cán bộ quản giáo với cán bộ hội đồng cán bộ quan tâm, tạo điều kiện thì giúp cho tôi cũng như các phạm nhân khác có một niềm tin để cải tạo, để sau này về còn làm người có ích cho xã hội. Ngoài yếu tố vật chất, đơn vị còn rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, nhất là phạm nhân tuổi cao, sức yếu. Hàng năm, trại đều tổ chức thăm khám định kỳ cho toàn trại, qua đó đánh giá mức độ sức khỏe của phạm nhân để có sự phân loại, chăm sóc hiệu quả, kịp thời. Tại hai khu điều trị bệnh, trong đó có một khu điều trị bệnh nhân 27 giường và một khu điều trị đặt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai dành cho cán bộ chiến sĩ, luôn có bác sĩ trực, thăm khám, chữa bệnh ban đầu cho từng đối tượng bệnh nhân. Chính sự chân thành hết mình của những người làm công tác y tế trong trại giúp phạm nhân bị bệnh yên tâm cải tạo, chữa bệnh, đồng thời thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỡ. Trong quá trình giam giữ, ban giám thị trại đặc biệt quan tâm đến tâm tư nguyện vọng cũng như hoàn cảnh phạm tội của mỗi phạm nhân. Qua đó, trại Gia Trung sẽ xây dựng một kế hoạch cải tạo giáo dục hiệu quả, chất lượng hơn. Ban giám thị trại và cán bộ từng phân trại thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với phạm nhân để lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, pháp luật dành cho họ. Với cách quản lý giáo dục hiệu quả như vậy, trại Gia Trung đã giúp gần 4.000 lượt phạm nhân được giảm án và đặc xá, tha tù trước thời hạn từ năm 2001 đến nay. Đứng chân trên địa bàn 4 xã Ayun, Hờ Ra, Đắc Ta Lây và Đắc Sơ Ta, huyện Mang Giang còn rất nhiều khó khăn. Do vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua trại giam Gia Trung luôn chú trọng làm tốt và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo. Không chỉ có vậy, trại Gia Trung còn thực hiện khá nhiều hoạt động mang tính cộng đồng xã hội từ thiện ở nhiều tỉnh thành trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Qua đó có phần quan trọng thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với nhân dân và chính quyền địa phương. Của Đảng ủy, Ban giám thị của trại giam Gia Trung đã đưa vào kế hoạch thường xuyên hàng năm
để giúp đỡ với tình nghĩa của giữa quân với dân, thì đoàn viên là làm nòng cốt, ví dụ như làm đường, xây dựng các trường học, trường mẫu giáo, bà con ở các xã và các làng đặc biệt khó khăn, và nhất là các làng đơn vị đã kết nghĩa, thì nhằm là từng bước giúp bà con bớt nghèo để vươn lên. Và thứ hai là nhằm thắt chặt cái tình quân với dân. Và cái thứ ba là cùng với nhân dân xây dựng cái tuyến phòng thủ và xây dựng cái thế trận an ninh trật tự ở các làng và các xã. So với nhiều trại giam khác trên cả nước, trại Gia Trung vẫn còn không ít khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn điều kiện địa lý. Nhưng dù khó đến đâu, đơn vị vẫn cố gắng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chính sự hy sinh lặng thầm của đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự ở khắp mọi miền đất nước cũng như ở trại giam Gia Trung đã viết nên những nét đẹp tình người trong trại giam. Một trong những công tác mang tính thường trực mấu chốt tại trại giam Gia Trung trong quá trình cải tạo, đó là đẩy mạnh hướng nghiệp dạy nghề nhằm giúp phạm nhân an tâm, tự tin, chuẩn bị hòa nhập cộng đồng. Ngày đêm lặng thầm bằng cả trái tim và tâm huyết, những nỗ lực của ban giám thị trại Gia Trung và cán bộ chiến sĩ không chỉ chuyển tải thông điệp nhân đạo của Đảng, Nhà nước đến với những người lầm lỡ, mà còn làm đẹp hơn màu áo người chiến sĩ công an nhân dân. Lúc tôi vào đây xét thấy cái nghề mộc nó phù hợp với mình. Cán bộ rồi là anh em phạm nhân đi trước, người ta chỉ dạy cho. Giờ cũng làm được nhà, làm giường, làm tủ. Sau này về cũng muốn kiếm cái việc gì đó làm cho ổn định thôi. Để chuẩn bị cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, ban giám thị trại Gia Trung mở hàng chục lớp dạy nghề sản xuất chén, mộc, cơ khí, xây dựng đan lát cho hàng ngàn lượt phạm nhân ở các phân trại trực thuộc. Bây giờ tôi cũng gần về rồi thì là cũng được hội đồng cán bộ quan tâm, thì là cũng truyền nghề lại cho anh em ở lại để sau này có cái nghề để ra ngoài đời để sinh sống. Để con đường trở về với nẻo thiện của phạm nhân không quá gập ghềnh, ban giám thị trại giam Gia Trung còn mở nhiều lớp tư vấn luật liên quan trực tiếp đến phạm nhân khi về địa phương cư trú. Các thủ tục hành chính như đăng ký thường trú, tạm trú, làm chứng minh nhân dân, xóa án tích, thủ tục vay vốn làm ăn, luật giao thông đường bộ. Đây là điều kiện thuận lợi giúp phạm nhân an tâm, tự tin hơn khi chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Ngay từ khi phạm nhân mới vào trại, thì Đảng ủy ban giám thị cũng đã chỉ đạo cho cái lực lượng cán bộ trinh sát nghiên cứu hồ sơ và cái đối tượng để đưa vào học nghề, ví dụ như những phạm nhân mà biết nghề mộc. Dân dụng thì thông qua phạm nhân biết nghề thì được đào tạo lại cho những phạm nhân chưa biết nghề. Đấy, nhất là cái số mà phạm nhân có mức án cao. Đấy, khi vào trại thì được hội đồng cán bộ dạy cho cái nghề mộc dân dụng. Thì trong quá trình chấp hành án thì phạm nhân là khi mà ra tái hòa nhập cộng đồng, hầu như là phạm nhân đã có cái tay nghề cao, về có thể là tự bằng cái nghề mộc có thể là tự làm ăn sinh sống và giúp đỡ gia đình. Việc đào tạo dạy nghề không chỉ giúp phạm nhân có một công việc để tự tin tái hòa nhập cộng đồng, mà còn thể hiện sâu sắc tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỡ. Bằng trái tim, trách nhiệm của mình, sự hy sinh lặng thầm của đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự trại giam Gia Trung nói riêng, ở các trại giam khắp mọi miền Tổ quốc nói chung, đã góp phần giúp đất nước hôm nay được đơm hoa kết trái và làm đẹp hơn màu áo công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Phạm nhân học chữ, đọc sách, xem tivi, thanh nhàn chăm sóc cây cảnh. Những hình ảnh cứ ngỡ chỉ gặp ở ngoài đời, nhưng lại là thực tế hiện hữu hàng ngày tại các phân trại của trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an.
sau những buổi lao động học nghề, các phạm nhân còn được chọn những môn thể thao yêu thích để tham gia. Ngoài thời gian lao động hàng ngày thì thứ bảy chủ nhật thì tôi được lên thư viện đọc sách đọc báo. Tôi đọc sách đọc báo thì đỡ nhớ nhà. Những việc học đọc sách đọc báo thì tôi cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa, là để cho phạm nhân chúng tôi cải tạo, cố gắng sớm trở về đời. Trước khi tôi không biết chữ thì tôi vô đây được ban giám thị hội đồng cán bộ quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi, thì cho tôi học xóa mù chữ, thì nay thì tôi đã biết chữ thì cũng đọc sách và coi báo được, thì tôi biết ơn ban giám thị và hội đồng cán bộ đã quan tâm đến cho tôi. Không chỉ đơn thuần gói gọn ở phạm vi giải trí, qua những hoạt động này, ban giám thị trại giam Gia Trung lồng ghép giáo dục về đạo đức, lối sống cho phạm nhân để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội, đồng thời giúp phạm nhân an tâm học tập, cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy quy chế trong trại giam. Bằng cái tâm của từng cán bộ quản giáo đối với người một thời lầm lỡ và sự quan tâm sát sao đến từng đối tượng, số phạm nhân vi phạm quy định trong trại Gia Trung những năm qua chiếm tỷ lệ rất thấp. Từ những cái chương trình của cái thư lời xin lỗi này, và chúng tôi cũng thể hiện và thực hiện nhiều cái chương trình nó gắn liền với cái chủ đề là thư gửi xin lỗi này, như là cái phạm nhân là cũng thể hiện về cái tình thương và trách nhiệm giữa cán bộ với phạm nhân và giữa phạm nhân với phạm nhân, rồi ứng xử về cái nếp sống văn hóa, và cộng với cái vấn đề là rèn luyện về cái thể chất thể dục thể thao trong cái môi trường cải tạo, và cái môi trường cải tạo là vườn hoa cây cảnh, vừa kể cả nơi ăn ở xanh sạch đẹp, nó nhiều cái tác động trong cái vấn đề, trong cái tư tưởng của mỗi phạm nhân. Mà ngoài cái vấn đề này ra, phạm nhân tôi thực hiện chính sách về cái chế độ ăn ở mặc và thăm nuôi thăm gặp, còn cái chế độ là về cái giảm án đối với phạm nhân, rồi kể cả là các cái phong trào về cái quỹ tấm lòng vàng, chúng tôi thành lập cái quỹ tấm lòng vàng giúp đỡ phạm nhân với nhau, cho nên phạm nhân rất là tin tưởng vào cái chính sách của Đảng, Nhà nước của đối với trại giam để mà hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho họ cải tạo. Sắp xỉ 3.500 phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai cũng đồng nghĩa với chừng ấy câu chuyện giáo dục và cả chăm sóc cho những con người một thời lầm lỡ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đây. Phải đảm đương không ít khó khăn, trắc trở cả về đời sống riêng lẫn nghề nghiệp chung. Nhưng bằng trái tim, trách nhiệm của mình, các cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung vẫn cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính sự hy sinh lặng thầm ấy của đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự trại giam Gia Trung là cây cầu nối sự yêu thương, lòng nhân đạo để mỗi phạm nhân tự tin chuẩn bị, sẵn sàng cho bước đường hoàng lương. Hôm nay tôi ngồi trong bốn bức tường này, tôi suy nghĩ rất nhiều và đau khổ khi tôi đã gây ra án. Thời gian đã lâu nhưng trong lòng tôi cứ mới như ngày hôm qua vậy. Hôm nay tôi mới đủ can đảm để viết tờ thư này, được xin lỗi gia đình anh chị anh. Trước hết là tôi xin lỗi mẹ của chị Nga cùng anh và hai cháu nhỏ.
cùng đại gia đình anh. Tôi thật sự hối hận vì một chút nóng giận mà tôi đã gây ra bao nhiêu đau thương mất mát. Thời gian đi không nhanh mà cũng không lâu, đủ để cho tôi suy nghĩ rất nhiều và ăn ăn hối cải. Đó là những lời tâm sự chân tình gan ruột của phạm nhân Đỗ Thị Hương đang thụ án tại trung tâm Ayun trại giam Gia Trung. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo, phạm nhân Hương ngồi lặng lẽ đếm từng giọt nước mắt rơi. Gần 7 năm sau ngày gây án, Hương vẫn không thể nào quên được giây phút kinh khủng đó. Thời khắc Hương cầm dao giết chị Nga tại chợ Trà Bá, thành phố Pleiku. Bản án 7 năm tù rất xứng đáng với hành vi phạm tội. Lao động, học tập chăm chỉ, nhưng vẫn không thể giúp Hương vơi bớt sự ân hận vì đã trót cướp đi người mẹ của hai đứa trẻ vô tội. Chỉ có những dòng thư xin lỗi gia đình người bị hại, Hương mới phần nào nguôi ngoai nỗi dằn vặt. Đắn đo suy nghĩ mãi và nhất là được sự động viên phân tích của cán bộ quản giáo, phạm nhân Nguyễn Quốc Huy đã viết thư xin lỗi gia đình hai anh em Đào Thành là nạn nhân vụ xâm hại tình dục do chính Huy gây nên. Huy đã đọc cho chúng tôi nghe những lời gan ruột của mình khi đặt bút viết ra điều này. Chỉnh lương tâm, trái tim của một người tội lỗi dưới ánh sáng, chân lý và tình yêu thương, sự quan tâm, giáo dục nhân văn. Tình người sâu nặng của những người thầy Gia Trung đã thôi thúc em sớm được thức tỉnh, làm sống dậy khát vọng phục thiền mãnh liệt, giúp em có đủ can đảm viết thư gửi lời xin lỗi đến gia đình anh chị. Và em cũng mong rằng qua lá thư này, anh chị và cháu hãy khoan dung tha thứ cho người em tội lỗi này nhé. Trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, đứng chân trên địa bàn huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, hiện đang giam giữ cải tạo khoảng 3.500 phạm nhân ở nhiều vùng miền của cả nước. Trong đó không ít phạm nhân mang mức án nặng, thậm chí nhiều tiền án tiền sự. Giải quyết rốt ráo bài toán giam giữ an toàn song hành với giáo dục hiệu quả luôn là thách thức không hề nhỏ đối với ban giám thị trại giam Gia Trung, cũng như từng cán bộ quản giáo trong những năm qua. Để làm được điều này, trại giam Gia Trung triển khai khá nhiều chương trình công tác, trong đó việc phát động phong trào viết thư xin lỗi được xem là một trong những thành công của đơn vị trong việc giúp phạm nhân quay về với nẻo thiện. Thực tế cho thấy, khi đặt bút viết thư, thì cũng là lúc phạm nhân thực sự có những khoảng lặng về tâm hồn. Việc trải lòng qua từng dòng thư giúp họ nhìn nhận rõ sự việc hơn, qua đó tự thấy cái sai của mình. Đây cũng là dịp xóa đi sự hận thù, khơi dậy lòng vị tha của người bị hại về những lỗi lầm mà phạm nhân đã gây ra trước đó, đồng thời giúp phạm nhân gạt bỏ cảm giác bị day dứt lương tâm. Cũng từ đây, mỗi phạm nhân sẽ tự mình tìm ra con đường phía trước và quyết định điều đúng đắn nhất phải làm trong quá trình thụ án. Thời gian thấm thoát đã hơn 4 năm. Được sự giáo dục, động viên và giúp đỡ của ban giám thị trại và hội đồng cán bộ, con đã cố gắng lao động, học tập, cải tạo, chấp hành tốt bản án để được hưởng lượng khoan hồng của đảng và nhà nước, sớm đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập cộng đồng xã hội. Và điều quan trọng hơn cả là được phụng dưỡng ba má ở tuổi xế chiều. Cũng thông qua phong trào viết thư xin lỗi, giúp ban giám thị trại và cán bộ quản giáo hiểu rõ hơn tâm tư, hoàn cảnh gia đình từng phạm nhân, từ đó tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo. Như phạm nhân Nguyễn Thành Nhiệm, mặc dù đã thụ án hơn chục năm, nhưng anh lúc nào cũng đau đớn suy tư về người mẹ già, gần đất xa trời, phải nuôi hai đứa con thơ dại của mình. Nỗi lo mẹ già bị ốm đau do trái gió trở trời, hai con có được ngoan hiền, khỏe mạnh, luôn thường trực trong anh.
Biết được hoàn cảnh đó, ngoài động viên phân tích để anh yên tâm cải tạo, ban giám thị trại còn đến tận nhà để thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ ba bà cháu. Bà cũng có cái gì đâu mà gái trại Gia Trung thì về nó giúp đỡ dài, tôi cũng mừng, cũng không phấn khởi. Bây giờ tôi cũng biết nói cách sao, bây giờ già rồi, giờ thấy cái gì cũng mừng, trong ngày nào con về được hầu nào nữa mừng càng mừng nữa. Sự quan tâm sát sao kịp thời đó của ban giám thị trại Gia Trung thực sự là nguồn động viên quý báu đối với phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như anh Nhiệm. Chính điều này giúp anh an tâm cải tạo và thấm hiểu được tính nhân văn cao cả của Đảng, Nhà nước đối với người từng gây ra tội ác đang chịu án phạt tù. Ban giám thị trại Gia Trung thật sự là hết sức là quan tâm sâu sắc và giáo dục, cũng như là trong cái tạo điều kiện thuận lợi trên cái vấn đề đường chấp hành án. Thì bản thân tôi thì luôn luôn hiểu được và ý thức được những cái việc mà ban giám thị và cũng như hội đồng cán bộ trại giam Gia Trung dành cho bản thân tôi, thì tôi luôn luôn biết ơn và luôn luôn không ngừng phấn đấu học tập cải tạo, chấp hành tốt mọi mặt để được không phụ lòng ban giám thị cũng như hội đồng cán bộ trại giam Gia Trung. Mặt trời sáng trong, từng cơn gió thoáng qua trong lòng. Tôi và anh gặp nhau nơi đây, trên mảnh đất Tây Nguyên, trên ngôi trường Gia Trung, cùng đón xuân về. Ngày mai sáng khớm trôi qua, nơi đây những con những tâm lòng nhân hậu bao dung. Trên ngôi trường.